Hello, hello, how are you? Kỳ diệu mà nó làm thay đổi cả những cái suy nghĩ của mình. Ví dụ những cái câu chuyện
thì câu chuyện của nhiều người trong cái phòng Trang ở rồi cái phòng hàng xóm kế bên Trang, thì Trang nghĩ là cái có một cái câu chuyện mà Trang muốn chính người đó chia sẻ với anh chị chứ không phải là Trang nói, tại vì Trang nói thì là nói lại thôi, nhưng mà Trang muốn mời chị Hương lên lần nữa. Khối u rồi, đi khám sinh thiết thì nó phát hiện ra giai đoạn 3 rồi. Vậy thì
chơi này, nếu Phương không chơi được 10 năm thì Phương chơi 1 năm. Vậy thì chơi 1 năm cho quyết liệt 1 năm đúng không các anh chị? Thì Hương chỉ muốn nói ý nghĩa công việc chút thôi, tôi không muốn nói về bệnh bệnh, tại vì tất cả mọi người cũng bệnh mà, mọi người có thể bệnh đúng nè, có thể cơ thể mình bệnh, nhưng mà tôi thề cái đầu rồi, nếu mà không bệnh thì đừng để cái đầu bệnh. Dạ hơn chính vì chỗ đó cho nên tôi cố gắng làm việc hết sức mình. Thì trong quá trình tôi làm việc cũng giống như các chị hiện nay đang xã tôi đang gặp khách hàng đang hướng dẫn cho đội nhóm của mình, họ tiếp tục đi con đường này của mình để nhân rộng ý nghĩa, nhân tăng và sản phẩm giá trị để đến cộng đồng. Tôi làm hết sức mình và tôi không quan tâm tới tiền, giống như anh đi nói tiền không phải là yếu tố quyết định, nhưng khổ nổi khi chúng ta làm chúng ta chạy các chị nha, tiền khổ sẽ thế, rất khổ nổi các chị. Thank you.
tay bảo hiểm học đường thì bị ăn chê này, sao chị không vô Prudential ai đây chị bán, chị vô công ty Men Online, chị vô Men Online công ty bán thức ăn thức chó gì sao mua được. Thế là mình cũng phê chè lắm nhưng mày không mua được, nhưng mà thật ra mày cũng giữ được cái giá trị tình cảm của tao. Thế là mình cũng nghe lời thầy mình lại mình bán mình, mà chắc là anh lại đóng thôn, anh kia là một giám đốc một công ty nhiều gì nhỉ, nhiều thủy sản đúng không em, anh phân phối 12 tỉnh miền Tây về cái mặt hàng của ảnh. Thì Hương chạy lại nhà tôi phụ giúp ảnh lại cửa hàng của ảnh, phụ giúp đóng thùng đóng gói cho đi, rồi ảnh mua con chó về cũng chạy lại bên cho chó có sữa chăm sóc cho chó, rồi giống như anh Diên nói cũng chạy riết về hỏi chị đâu gặp chị công việc đâu rất nhiều tranh thủ lại phụ mày giúp thôi. Nhưng thật ra các chị biết không, bác thế lắm. Chị không bao giờ nói tiếng nào. Chắc câu chuyện đó thì chúng ta sẽ gặp lại chị Hương vào trong những